Ngay từ khi ra mắt, giải bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm chiếm trọn tình cảm của khán giả và là vinh dự lớn cho các nghệ sĩ nhận giải. Để nâng tầm giải thưởng cũng như đáp ứng nhu cầu của công chúng, năm 1995, ban tổ chức quyết định đặt cho giải thưởng một cái tên mới, giải Mai Vàng. Việc đổi tên Mai Vàng cho giải thưởng không chỉ đưa Mai Vàng bước sang trang mới, mà còn đánh dấu sự ra đời của một giải thưởng đã tạo nền móng phát triển lâu dài. Và trong suốt 20 năm qua, giải Mai Vàng đã có vị trí trong đời sống xã hội, trở thành một trong những giải thưởng nghệ thuật uy tín, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của công chúng cả nước. Qua cái bình chọn á, mình thấy cái phía công nhân họ cũng mạnh dạn, họ bình chọn. Còn phía nghệ sĩ, văn nghệ sĩ cũng hăng hái vào. Qua cái đó, rồi chừng đó khi thấy có đủ điều kiện về phía công nhân, có đủ điều kiện về phía văn nghệ sĩ, thì chừng đó ban biên tập mới quyết định đổi tên thành giải Mai Vàng. Biểu tượng của cái Mai Vàng á, nó mang tới một niềm vui cho tất cả mọi người. Cái đóa Mai Vàng đó, nó màu sắc là rõ ràng của miền Nam của chúng ta. Năm cánh đó, nó gắn liền với cuộc đời người nghệ sĩ. Nó có tác động không chỉ với người nghệ văn nghệ sĩ, mà còn tác động ngược lại với chính khán giả. Những cánh Mai Vàng, nó luôn luôn long lanh, lấp lánh, luôn luôn hấp dẫn, luôn luôn đẹp. Nó vừa là tình yêu, nó là nghề nghiệp, nó là sự nồng cháy của các người nghệ sĩ. Nhưng mà thật ra, nó tràn hòa trong một mùa xuân chung của đất nước. Giống như giải thưởng bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất, giải Mai Vàng do chính bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn. Tuy nhiên, kết quả bình chọn được thẩm định bởi hội đồng nghệ thuật, gồm những người có uy tín, chuyên môn, được khán giả mến mộ. Ngoài việc nâng cao chất lượng nghệ thuật, Mai Vàng được đầu tư về hình thức. Lễ trao giải được tổ chức ở sân khấu ngoài trời, tại công viên lớn như Đầm Sen, Suối Tiên. Điều này góp phần tăng tính lễ chúng cho chương trình. Bên cạnh việc thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên, công chúng được hòa mình vào chương trình nghệ thuật hấp dẫn. Việc tổ chức hoạt động giao lưu, trao giải ngoài trời mỗi năm thu hút 5.000 đến 7.000 khán giả tham dự. Từ đây, Mai Vàng trở thành sự kiện gắn bó với khán giả, được đánh giá cao ở tính đại chúng. Năm 93 đó, là tôi được báo Người Lao Động và trao cho cái đạo diễn được khán giả yêu thích. Khi đó làm ở Đầm Sen, ở ngoài trời, mà hết sức là đơn giản, mộc mạc. Khán giả ngồi đầy ở dưới, rồi thì là đọc lên, rồi mỗi người được trao cho một cái khánh. Nó cũng là một cái kỷ niệm. Lúc đó hình như khán giả họ thương mến nghệ sĩ bằng một cái tình cảm nó giống như là một người thân trong gia đình. Thành ra khi mà xuất hiện ở Đầm Sen một cái là từ ở ngoài mình đi vô là cũng cả một vấn đề khó khăn. Người ta cứ ôm, rồi kéo, rồi hỏi thăm, rồi cái nọ là mà rần rần. Mà cái không khí thấy gia đình dữ lắm. Đã có những nghệ sĩ tên tuổi được công chúng giải Mai Vàng tôn vinh trong những năm này như nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Nam, nhạc sĩ Trần Tiến, nhà văn Sơn Nam, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Lê Hoàng Hoa, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, đạo diễn Trần Minh Ngọc, đạo diễn Thanh Tòng và rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Bảo Quốc, Ngọc Giàu, Việt Anh, Thành Lộc, Hồng Vân, Thanh Thủy, Thanh Hằng, Vũ Linh, Thoại Mỹ, ca sĩ Cẩm Vân, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Hồng Hạnh. Không chỉ là một cái giải thưởng hàng năm để động viên cho nghệ sĩ, mà nó còn là một người bạn đồng hành. Tôi còn nhớ những cái ngày đầu mà chúng ta tổ chức ở Suối Tiên, vui lắm. Và phải nói là chứng kiến cả ngàn công nhân người ta ngồi ở dưới, người ta được nghe mình nói chuyện, được nghe mình ca, được nghe mình diễn và được nhìn mặt mình. Đó, tất cả những cái điều đó nó vẫn luôn luôn nó nằm ở trong trái tim và nó rất là xúc động đối với Xuân. Được cái giải Mai Vàng là về cứ cầm cái, hồi xưa cái giải Mai Vàng đó nó chỉ có cái miếng tròn tròn vậy thôi à, có cái sợi dây đeo vô vậy nè, màu đỏ, cầm hoài giống như mình được một cái gì đó, mình rất là vui. Đối với Thảo thì có thể là giải Mai Vàng chưa phải là mục đích để mình phấn đấu, nhưng chắc chắn rằng giải Mai Vàng là một cái động lực để cho tất cả anh em nghệ sĩ ở đây có thêm một cái sự tích cực, thêm những cái động lực để mình phấn đấu hơn trong lĩnh vực nghệ thuật của mình. Có được giải Mai Vàng đó là một cái dấu ấn, và càng ngày mình cảm thấy rằng những cái công lao, những cái công sức và kết hợp là một cái tập thể trong những cái vở diễn đó, thì phải nói rằng nhớ lại từng khuôn mặt của anh chị em nghệ sĩ hết trong vở, rồi ngay cả hậu đài ánh sáng làm việc rất là cực khổ, rất là gian lao, thì đem đến một cái kỷ niệm và được công nhận trên báo, rồi đi diễn ở cũng ở Suối Tiên, rồi từng cái đêm diễn, thì phải nói rằng đó là một kỷ niệm rất là đẹp.
Còn đối với Long, Long nghĩ một điều báo người lao động đã dành cho Kim Tử Long nói riêng và tất cả anh em nghệ sĩ cải lương nói chung, có được một cái vinh dự, một cái hạnh phúc là được đứng ở trên thảm đỏ, đứng ở trên sân khấu để nhận cái tượng mai vàng, để làm sao đó là cái nguồn động lực để cho chúng tôi có thể tìm ra nhiều vai diễn hay hơn nữa. Giá trị của cái giải mai vàng chính là ở cái chỗ cái sự đánh giá nó không phải là của một nhóm hay là của một bộ phận của công chúng hay là một bộ phận của những người làm sân khấu hay là của lãnh đạo ở đội ngũ quản lý, mà nó là của rộng rãi công chúng và khán giả. Mai Vàng bao giờ cũng là một cái người bạn quá dễ thương với mình, bởi vì luôn luôn theo dõi cái công việc của mình làm gần như là hàng ngày hàng giờ vậy đó. Những con số và sự đón nhận của công chúng cùng dấu ấn trong lòng nghệ sĩ đã nói lên thành công của giải Mai Vàng suốt chặng đường 8 năm. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức với ban tổ chức, bởi càng được công chúng, bạn đọc tin tưởng, giải Mai Vàng càng phải đầu tư phát triển hơn nữa.